Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Quý vị đang theo dõi bản tin đặc biệt sau đây của Việt Catholic. Cựu Tổng thống Trump nói rằng Đảng Dân chủ đang săn đuổi người Công giáo, cụ thể là bà Harris, vì những lời chỉ trích của bà ấy đối với các hiệp sĩ Kha Luân Bố. Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, có bài tường trình nhan đề Trump says Democrats are after Catholics, calls out Harris for her criticism of Knights. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Cẩm Yến. Cựu Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc Đảng Dân Chủ săn đuổi người Công giáo và chỉ trích gay gắt đối thủ của ông, đó là Phó Tổng thống Kamala Harris, vì bà ta đã thẩm vấn gay gắt các ứng cử viên tư pháp là thành viên của hiệp sĩ Columbus hay Kha Luân Bố. Trong bài phát biểu ngày 26 tháng 7 tại hội nghị thượng đỉnh, các tín hữu của Turning Point Action, ông Trump cáo buộc rằng trong chính quyền đó có ai đó không thích người Công giáo, đồng thời nói thêm rằng tôi không nghĩ đó là Biden, vì tôi nghĩ ông ấy không hiểu ông ta đang làm cái quái gì. Cựu Tổng thống nói, tôi không biết làm thế nào một người Công giáo lại có thể bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ vì họ săn đuổi người Công giáo cũng ráo riết như họ săn đuổi tôi. Làm sao một người Công giáo lại bỏ phiếu cho một đảng viên Đảng Dân Chủ trước những gì họ đang làm cho những người Công giáo? Tôi không thể hiểu được. Ông Trump đã được báo chí nhắc đến nhiều vì sự kiện diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7. Hội nghị thượng đỉnh bao gồm nhiều diễn giả Kitô giáo tập trung vào việc trao quyền cho những người tham dự với kiến thức thực tế và chiến lược để sống theo đức tin của họ một cách giản dị và chống lại những câu chuyện thức tỉnh đang thịnh hành với ân sủng, sự thật và niềm tin bắt nguồn từ tin mừng. Trong bài phát biểu của mình, cựu Tổng thống Trump cam kết ngăn chặn việc chính quyền Biden-Harris vũ khí hóa việc thực thi pháp luật để chống lại những người Mỹ có đức tin và Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang, gọi tắt là FBI, sẽ không còn được phép tấn công, đàn áp hoặc vây bắt Kitô hữu hoặc những nhà hoạt động ủng hộ sự sống và tống họ vào tù vì họ sống theo niềm tin tôn giáo của họ. Là một phần trong những chỉ trích đối với chính quyền hiện tại, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump đã chỉ ra bản ghi nhớ FBI Richmond bị rò rỉ vào tháng 2 năm 2023, trong đó cho thấy cơ quan này đang điều tra mối liên hệ được cho là giữa những người Công giáo truyền thống và phong trào dân tộc chủ nghĩa da trắng cực hữu. FBI đã rút lại bản ghi nhớ ngay sau khi nó được công khai. Một báo cáo tháng 4 từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khẳng định không có bằng chứng nào về ý định xấu trong việc tạo ra tài liệu. Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống cũng tập trung vào các vụ bắt giữ và truy tố quyết liệt gần đây của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với các nhà hoạt động ủng hộ sự sống, những người bị kết tội, vi phạm đạo luật tự do, tiếp cận phòng khám, gọi tắt là FACE, một số nhà hoạt động của người Công giáo. Nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đã cáo buộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhắm vào các nhà hoạt động phò sự sống, trong khi bỏ qua việc điều tra đầy đủ các tội ác chống lại các trung tâm mang thai ủng hộ sự sống, là điều mà Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã phủ nhận. Trong bài phát biểu của mình, cựu Tổng thống Trump đã đề cập đến một trong những nhà hoạt động ủng hộ sự sống, Paulette Haller, một người Công giáo đã bị kết án 24 tháng tù hồi đầu năm nay vì tham gia vào cuộc phong tỏa ủng hộ sự sống tại một phòng khám phá thai ở Washington, D.C. Kể từ thời điểm tôi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, tôi sẽ nhanh chóng xem xét trường hợp của từng tù nhân chính trị đã trở thành nạn nhân bất công của chế độ Biden-Harris để chúng tôi có thể đưa họ ra khỏi nhà tù và trở về với gia đình nơi họ thuộc về. Cựu Tổng thống nói, có rất nhiều người trong số họ đang phải ngồi tù, và trong số đó có Paulette Haller, một phụ nữ 75 tuổi, sức khỏe kém, bị chính quyền Biden-Harris tống vào tù
vì biểu tình ôn hòa bên ngoài một phòng khám. Ông Trump cũng chỉ ra rằng Harris đã đưa ra những câu hỏi nhắm vào các ứng cử viên tư pháp liên bang là thành viên của hiệp sĩ Columbus. Ông nói ý thức hệ cánh tả cực đoan mà Kamala ủng hộ thực sự là thù địch một cách quyết liệt đối với những người Mỹ có đức tin. Ông Trump nhấn mạnh, bà ấy tấn công ác độc những ứng cử viên tư pháp có trình độ cao chỉ vì họ là thành viên của hiệp sĩ Columbus, cho thấy rằng đức tin công giáo của họ đã loại họ khỏi tư cách phục vụ trên các tòa án liên bang. Khi đề cử Brian Boucher vào tòa án quận Hoa Kỳ cho quận Nebraska được đưa ra vào năm 2018, Harris bấy giờ là thượng nghị sĩ và đã hỏi anh ta liệu anh ta có biết rằng hiệp sĩ Columbus phản đối quyền lựa chọn của phụ nữ khi anh tham gia tổ chức này không? Và liệu anh có biết rằng hiệp sĩ Columbus phản đối bình đẳng hôn nhân khi anh gia nhập tổ chức này hay không? Trả lời Harris, Boucher cho biết, hiệp sĩ Columbus là một tổ chức phục vụ công giáo Roma với khoảng 2 triệu thành viên trên toàn thế giới. Ông Trump cũng nhắc lại lời hứa của mình là thành lập một lực lượng đặc nhiệm liên bang mới để chống lại thành kiến chống Kitô giáo. Và nhiệm vụ của lực lượng này sẽ điều tra tất cả các hình thức phân biệt đối xử, quấy rối và đàn áp bất hợp pháp đối với các Kitô hữu ở Mỹ. Trong chu kỳ bầu cử năm 2020, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã thành lập một liên minh tiếp cận công giáo mang tên Người Công giáo ủng hộ ông Trump, do Chủ tịch Liên minh Bảo thủ Hoa Kỳ Matt Schlapp, cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Newt Gingrich và Cố vấn Chính trị Mary Matalin lãnh đạo. CNA đã liên hệ với chiến dịch tranh cử của ông Trump để hỏi liệu một nỗ lực tiếp cận tương tự đã được triển khai cho cuộc bầu cử năm 2024 hay chưa, nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm đăng bài. Ông Trump tự mô tả mình là một Kitô hữu phi giáo phái. Người bạn tranh cử với ông là J.D. Vance, một người cải đạo sang công giáo, còn Tổng thống Biden là người công giáo và Harris là người theo đạo Baptist. Tổng giám mục Công giáo cầu nguyện cho hòa bình, chữa lành và công lý sau vụ tấn công bằng dao ở Anh. Đức Tổng giám mục Malcolm McMahon thuộc Tổng giáo phận Liverpool kêu gọi người Công giáo cùng ngài cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công bằng dao tại một lớp học khiêu vũ dành cho trẻ em ở Southport, Anh, khiến 3 bé gái thiệt mạng và gần chục người bị thương. Ngài nói trong một tuyên bố hôm thứ Hai ngày 29 tháng 7 sau vụ tấn công rằng đối với những người bị thương, đối với cha mẹ, gia đình và bạn bè của những người bị thương, đối với tất cả những người tham gia vào dịch vụ cấp cứu, chúng tôi cầu nguyện xin Chúa ban phước lành, bình an và sự hiện diện của Chúa ngày hôm nay. Đức Tổng giám mục nói, chúng ta hãy phó thác tất cả cho sự chuyển cầu yêu thương của Đức Mẹ, đấng an ủi những người đau khổ khi chúng ta cầu nguyện cho hòa bình, sự chữa lành và công lý. Những lời cầu nguyện của tôi dành cho anh chị em. 3 đứa trẻ, B.B. King, 6 tuổi, Elsie Dodd Stancombe, 7 tuổi, và Alice Da Silva Agudia, 9 tuổi, đã chết trong vụ tấn công bằng dao xảy ra tại một lớp học khiêu vũ theo chủ đề Taylor Swift ở Tây Bắc nước Anh, theo cảnh sát Merseyside. Cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ một nam thanh niên 17 tuổi liên quan đến vụ đâm nhưng vẫn chưa xác định được động cơ. Theo cảnh sát, 8 đứa trẻ khác tham gia lớp học khiêu vũ, 5 đứa trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch vì bị đâm những nhát dao chí mạng. 2 người lớn bị thương cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Đức cha McMahon cũng cùng với giám mục phụ tá Tom Nealon và 9 nhà lãnh đạo Kitô giáo Tin lành địa phương đưa ra một tuyên bố chung bày tỏ lời chia buồn và lên án bạo lực. Tuyên bố chung viết, mạng sống con người là một món quà quý giá và việc nó tước đoạt khỏi những đứa trẻ còn quá nhỏ thực sự rất đau lòng. Ngài nói, chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình và người thân của tất cả những người đã thiệt mạng. Chúng tôi cầu nguyện cho những người vẫn bị bệnh nặng và bị thương. Chúng tôi ghi nhớ tất cả những người bị ảnh hưởng bởi sự kiện khủng khiếp này trong trái tim và những lời cầu nguyện của chúng tôi. Đồng thời kêu gọi mọi người
thuộc mọi tín hữu và không theo tôn giáo nào, đến với nhau để hỗ trợ họ bằng bất cứ cách nào chúng tôi có thể. Tuyên bố kết luận, chúng tôi cam kết chống lại sự tàn bạo và bạo lực dưới mọi hình thức và làm tất cả những gì có thể để xây dựng các cộng đồng an toàn, quan tâm và vững mạnh. Theo cảnh sát, vụ tấn công bằng dao đã dẫn đến tình trạng bất ổn dân sự và bạo loạn vào tối thứ ba, khiến 49 viên chức cảnh sát và 4 người khác bị thương. Những kẻ bạo loạn đã tấn công cảnh sát và một nhà thờ Hồi giáo địa phương. Sau tin đồn trên mạng rằng kẻ tấn công là người Hồi giáo, theo British Broadcasting Corporation, nghi phạm sinh ra ở Vương quốc Anh và cha mẹ anh là người nhập cư từ Rwanda, một quốc gia chủ yếu theo Kitô giáo ở miền Trung Phi Châu. Cảnh sát chưa công bố tên của nghi phạm. Theo cảnh sát, một cái tên đã được chia sẻ trên mạng xã hội có liên quan đến nghi phạm, nhưng cái tên này không chính xác và chúng tôi kêu gọi mọi người không suy đoán chi tiết về vụ việc trong khi cuộc điều tra đang diễn ra. Chính thống Constantinople phê bình hoạt cảnh phạm thượng trong lễ khai mạc Olympic. Tòa thượng phụ chính thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đứng đầu chính thống giáo đã ra thông cáo phê bình những màn trình diễn phạm thượng trong lễ khai mạc Thế vận hội Olympic ở Paris chiều ngày 26 tháng 7 vừa qua và nhấn mạnh rằng phạm thượng không phải là tiến bộ. Từ sau lễ nghi khai mạc, nhiều cá nhân và tổ chức tiếp tục lên tiếng phản đối những cảnh trình diễn phạm thượng, chế giễu Kitô giáo, nhân dân tự do sáng tác nghệ thuật và tự do sống như mình muốn tại nước Pháp. Trong thông cáo công bố ngày 29 tháng 7 vừa qua, Tòa Thượng phụ chính thống khẳng định rằng Thế vận hội Olympic là một sinh hoạt thể thao thu hút sự quan tâm của hàng triệu người ở các nơi trên thế giới và lễ nghi khai mạc có tầm quan trọng rất lớn. Vì đó là một cơ hội để quốc gia chủ nhà làm nổi bật lịch sử và văn minh của mình, trong khi gửi đi sứ điệp cho cả thế giới. Vậy mà trong lễ nghi khai mạc ở Paris, chúng tôi rất đau buồn chứng kiến sự trình diễn những màn tấn công Kitô giáo và thánh tin mừng, xúc phạm đến mọi người văn minh, vốn nhìn nhận quyền tín ngưỡng và tôn trọng các biểu tượng tôn giáo. Những cảnh tượng đó không những không làm cho lễ khai mạc được phong phú, nhưng thực tế càng là làm cho nó nghèo nàn. Tòa Thượng phụ giải thích rằng phạm thượng chống lại Thiên Chúa không phải là một tiến bộ. Cũng vậy, sự lăng mạ tín ngưỡng của dân chúng đó không phải là một quyền. Chúng tôi mong rằng phản ứng bộc phát, phủ nhận và phê bình đang gửi một sứ điệp đủ mạnh cho những người có trách nhiệm và sẽ là một nguồn hy vọng phòng ngừa những hành động tương tự trong tương lai. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.